chào mọi người đến với kênh YouTube của máy móc Việt Nam Thủ Đức nha. Hôm nay lên cho mình một cái con máy, nói chung là nó không còn mới lạ gì cả. Tuy nhiên nó đang có một chương trình cực kỳ hot cho cái dòng máy này, cho nên bên em muốn lên lại cho mình để có những cái tham khảo cho cái combo của con này ha. Rồi, dòng này sẽ là dòng khoan 13 ly với lực xiết là 90 niu nè. Mọi người nhìn con máy thì sẽ khá là quen đúng không ạ? Con này nó cực kỳ quen luôn, tại vì nó ra cũng khá là lâu rồi. Với cái thân con máy này được đế tông giảm cho mình 2 lần double 10% ấy ạ. Tức là lúc đầu là 1.2 triệu, sau đó giảm xuống còn 1.080. Tiếp tục sau đó một đợt nữa thì đế tông nó giảm xuống luôn cho mình còn lại cái 909 cho tới hiện giờ. Đó, thì nói như vậy là mọi người sẽ nhớ được cái con máy đó rồi đúng không ạ? Dòng này sẽ là M21ID1390BL. 1390BL ha, thì tức là lực xiết là cao nhất 90 niu. Với lực xiết 90 niu như thế này hỗ trợ cho mấy anh rút lõi được vô tư luôn nha, chứ không phải là không rút lõi được, nhưng mà cũng không phải là chuyên rút lõi như con 13120 nha cả nhà. Ở đây nó sẽ có chế độ là hỗ trợ rút lõi cho mình. Rồi, cũng sẽ có cho mình một cái nút đảo chiều như ở đây. Thì cái dòng đế tông con nào nó cũng có như vậy hết ha. Con này sử dụng chân pin là chân pin M21, chân pin phổ thông như thế này. À, rồi dán cho mình một cái tem 10% như thế này là mọi người đã biết cái mức giá rồi đúng không ạ? Đi tiếp thêm với cái phần thiết kế của con máy này thì đầu này sẽ là đầu autolock, nhưng mà autolock sắt ha. Và nó được thiết kế là màu trắng bạc như thế này, nhìn con máy khá là sang luôn. Đặc điểm riêng của con này nữa, tuy là nó để ở đây cho mình là khoan và búa, nhưng mà mình vẫn sử dụng là bắn vít được nha cả nhà. Rồi, ở đây nó sẽ có cho mình là khoan và búa này. Nếu như mình để ở cái móc là búa như thế này thì tức là nó sẽ có chức năng búa không đó ha. Còn nếu như mà mình chuyển qua những cái nút cáp trượt như thế này thì nó sẽ không có chức năng búa nha. Nó chuyển qua chế độ khoan cho mình. Lưu ý giúp em nha, để có thể là hiểu rõ hơn về con máy. Ở đây nó tích hợp giữa là khoan và búa đi vô chung với cái cáp trượt, chung một cái vòng tua như thế này, không phải là tách riêng theo hai vòng tua cho những cái con khác, cho nên là mọi người có thể là sẽ bị hiểu lầm ở cái phân khúc này ha. Rồi, ở đây sẽ sử dụng cho mình là đầu autolock đầu 13 ly, tức là mình sẽ sử dụng được cái đầu vít là đầu vít đầu khoan từ 2 đến 13 ly luôn nha. Sau khi mà tìm hiểu xong về ngoại quan và sơ sơ những cái khả năng của con máy có thể làm việc thì em sẽ test sơ về con máy cho mọi người xem ha. Đầu tiên sẽ là nằm ở trên chất liệu là khoan gỗ đi ha. Lỗ khoan gỗ như vậy thì mọi người đã xem được cái con máy, cái công suất làm việc của nó cũng khá là ok đúng không ạ? Khoan bê tông với lại khoan tường thì ở đây em không có cái tường cho nên là không thể nào khoan cho mọi người được. Nên là mọi người có thể là về nhà tự review cái phần đó giúp em nha. Rồi, quay về với cái combo con này đang được chạy cực kỳ hot cho mình, đó là cục pin 3A như thế này ha. Dòng pin 3A thì mọi người nhìn nó hơi giống so với cục pin 4A B4000 ấy. Tuy nhiên con này nó sẽ để cho mình là B3A ở đâu nha, mọi người lưu ý nha. Combo của dòng 1390BL này sẽ cho mình là một thân 2 pin 3A như thế này. 2 pin 3A như thế này kèm với một cục sạc S24. Cục sạc của Datom luôn, chỉ có giá là 2.250.000 thôi nha. Bình thường mọi người mua combo con này khi không có chương trình sẽ là 2.440.000. Và hôm nay mọi người sẽ được mua với mức giá là 2.250.000. Đó, thì xem như là mọi người đã lợi được hẳn là vài trăm ngàn cho cái con combo này rồi đúng không ạ? Chương trình bên em sẽ chạy liên tục cho đến 31 tháng 12. Mọi người
nhanh tay tìm hiểu và cũng như là tạo con máy này để có thể là sử dụng trong một mùa Tết năm nay ha. Video rồi, cảm ơn mấy anh đã xem cái video của em, cho em xin một like và một subscribe nha. Nếu có những cái thắc mắc gì thì có thể là comment phía dưới hoặc là điện vào hotline phía trên, cũng như là có thể là ghé cửa hàng của em ở hai chi nhánh, một là Thủ Đức, hai là ở Bình Tân nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.